giới thiệu với các bạn vị thuốc độc hoạt. Vị thuốc độc hoạt là rễ phơi hay sấy khô của cây độc hoạt. Tính vị cay, đắng, hơi ấm, quy kinh can, bàng quang. Tác dụng khứ phong thấp, chỉ tí thống, giải biểu. Chỉ định, điều trị thể hành tí thường dùng phối hợp với phụ tử, ô đầu, phòng phong như bài độc hoạt tử. Nếu thận khí suy nhược, cảm phải phong hàn mà sinh ra hàn thống thường dùng cùng với tăng ký sinh, đỗ trọng, phòng phong như bài độc hoạt ký sinh thang. Chứng ngoại cảm phong hàn thường dùng cùng với khương hoạt, phòng phong, kinh giới như bài kinh phòng bại độc ẩm. Liều dùng 5-15g. Tác dụng dược lý, chống viêm khớp, giảm đau, trấn tĩnh, giãn mạch, hạ huyết áp, hưng phấn trung khu hô hấp. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc độc hoạt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.